Em chưa thấy gốc nhài đâu mà nó thoát thân như thế kia mà làm được cá cái dàn như này sợ quá em mất. Mà lại ra mà dỡ được món đấy, thích lắm, thích lắm đấy. Ở đấy, tiện để quay luôn. Quay anh Phong. Ok anh. Hôm nào đến ông bốc mất thì làm nào anh? Hả? Hôm nào đến ông đào mất cả cái chỗ gì thì làm nào? Chờ em quay nốt cái cây này cái. Rồi, cây này tạm thời thế. Để ra để quay cái nhài tí, cây nhài. Quá là đáng sợ luôn. À trên chậu rồi mà. Bế đi cả chậu luôn được. À. Thoát thân này. Đây, cổ tay mình đã to mà nó còn to hơn cả cổ tay mình cái đoạn này. Đây. Lên đến đây là khoảng 1 mét rồi này. 2 mét. Nó khoảng độ lên đến kia nó khoảng độ gần 3 mét trên kia, khoảng độ 2 mét rưỡi. Đấy. Tán đây. Làm dàn luôn, đang nhiều hoa này. Vừa rồi hình như vừa nở hết một lứa hoa này phải. À kia đang có nụ, nhiều nụ lắm. Sợ chưa? Đấy. Nhài này. Kinh khủng khiếp luôn. Lần đầu tiên gặp. Này, có cây dâm bụt đấy, mình thích. Ở đây có cây lục vừng đấy, cũng thích này. Thích nhiều cây quá. Hạnh. Kinh không? Cái hạnh khiếp. Đấy, bên này có một cây nhài nữa cũng đang làm dàn lên đây. Mình bé hơn. Sứ đây chứ ạ. Đấy chứ ạ. Còn trên này toàn là cây giá trị. Đấy, ông nào đến lên đây thăm, lên đây chơi. Thôi đi chơi đi. Đi lắm. Là đây là bên nhà bà đúng không anh? Ờ, nhà bà. Đấy. Của chỗ nhà anh Thiện ở Tam Hưng. Tác nghiệp mà không biết giá thì làm nào anh? À, rồi nhất trí anh. À trên trần còn nhiều lắm. Ôi mẹ này. Thế này cơ mà cứ nghĩ là có mỗi ít dưới này. Chưa ngước lên trên. Rồi con xanh này khủng. Phê quá. Ở nhà anh Thiện Tam Hưng mà vừa rồi có giao dịch cái con si cũng cực kỳ giá trị đấy. Phải úp sau cái tay này. Con này đẹp quá nhỉ. Cái tay con xanh. Sau này. Từng mặt một. Thấy đẹp thế. Chân mẹ vững chãi này, cuốn quýt sướng. Trồng vỏ lạc này rất tốt này. Đấy. Đấy, anh Thiện chủ cây đây. Anh Thiện đây. Chủ cây đây. Anh Bùi Thế Thiện trên Facebook kìa đúng không? Đấy, chủ cây đây. Đấy. Quê hương đây là vẫn là Tam Hưng anh nhỉ? Tam Hưng. Tam Hưng Thanh Oai, Hà Nội. Ui rồi, đẹp quá nhỉ. Mai mộc hạnh. Nhiều cây quá. Có giao lưu đấy các bạn. Nhưng mà tí ai thích tôi sẽ gửi số cho nhé. Số của anh Thiện cho. Giao dịch cho dễ. Chứ bây giờ hỏi giá rổ nó hơi khó. Đấy là cái cây. Một cái cây ở cổng rất rất đẹp. Xanh chực. Ôi, cây mai tứ quý khiếp nhỉ. Hoa rồi, bây giờ là quả đấy. Quả đây. Đỏ rực.
Đấy, đồ quý đấy, đồ quý đấy, đồ quý đấy các bạn. Này, phát thần này, trực này, đấy, một tay không ôm không hết này, bằng cẳng chân đấy, bằng cẳng chân đấy, cao khoảng 2 mét, hơn 2 mét, khoảng hơn 2 mét, mai tứ quý. Đấy, cái mộc này cũng giá trị, già. Xem gốc có to. Gốc bự đấy, mọc này gốc còn bự hơn cả cây mai tứ quý. Đang nhiều hoa này, đang nhiều hoa thơm. Rồi, đây có một cây mộc nữa, một cây mộc nữa đây, cây hạnh. Cây hạnh. Đấy, đi chơi thì lại tiện quay cây của anh luôn, và cũng có giao lưu các bác nhé, có giao lưu. Rồi ok, bây giờ tôi lên trên này tôi quay những cái cây ở trên này các bác nhé. Bên nhà bên kia anh còn những cái cây rất đẹp, nhưng mà bên ấy những cây giá trị lắm, thì anh em cứ có dịp cứ về thăm. Thì hai nhà cạnh nhau mà, đây bên này bên nhà bà. Đấy, sân, có cái sân chơi này sướng. Xì này. Xì này. Xì đẹp này. Đấy, ngày xưa đây. Cho ôm hòn đá này. Mỗi khi sang thì cứ sang bên vườn bên kia nhà anh, em không biết bên này. Bên này cũng rất là nhiều cây. Bên kia thì nhiều cây siêu phẩm. Anh ấy mới bán một cái cây si hơn nửa tỷ đấy, nửa tỷ đấy. Đây. Ui, cây sân bên này sướng quá nhỉ. Ui, dù dù khiếp, dính vào đá nhỉ, khiếp này, sợ thế nhỉ. Cảm giác cái cây này nó chỉ có cái lõi nó là cái hòn đá luôn, sợ chưa này, như con đỉa này, như con đỉa bấu vào đá. Dù đấy phải nuôi khỏe này nó mới ôm được này. Để sổng này, khiếp khiếp quá. Đây, như con đỉa luôn, y hệt cái vành của con đỉa. Con này già trắng nha, khiếp nhỉ. Em nghĩ vẫn được cái ngọn này nó đẹp chứ anh. Ừ. 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 Từ giờ đây nó mất một cái đoạn khung này. Cứ này cắt đây, mình lấy cái đoạn ngọn nó chưa chứ. Anh ngồi cho thở nó bo kẹo. Ừ. Đúng không? Ừ. Ngọn khiếp, cua khiếp nuôi sướng nhỉ. Anh nuôi mầm to. Ừ. Anh em mình chắc sẽ không bao giờ mua được cái mầm to như thế được. Đó. Mầm thở to như ngón chân, như ở dưới đất luôn. Không phải tiếp địa, tiếp điện. Không phải tiếp với gì. Xì, bên này vẫn còn nhiều xì lắm anh. Nhiều xì lắm. Đấy. Con xì này vừa... Con xì này vừa mới nhấc bên kia sang này. Ờ, nó chậu. Khiếp. Độ nuôi kiên trì nhỉ. Mình mà thế này là mình hạ lâu rồi đấy. Xì. Đấu vợ đi, chứ là đấu vợ. Không khai báo vợ nữa. À, không khai báo nữa. Con đấy là con đấu đúng không? Đây các bác. Nuôi kiên trì như này cơ mà. Bẻ xong lại vít này. Bẻ xong lại toàn vít. Đấy, mình như này là mình cắt rồi đấy. Rất là... Nhưng mà nuôi những cái cây to là phải nuôi cút to. Cắt đi chưa anh? Đấy, mặt này đẹp chưa? Anh ạ, cắt lên để nó to, nó phù đầu ấy. Chắc là trong chỗ kia, cũ trong chỗ kia. Mình toàn bé, mình toàn cắt lon. Không chờ được. À. Anh bị nóng ruột.
cái bột sữa chứ. À cái bột con đấy. Ấy, ôi kiểu quả tay này như đùi gà đấy ếch. Sướng. Cái đa này của anh chả đẹp à? Thân cốt rất là bện, đa làm lâu lắm thế mà được như này. Để quay mặt sau cái cây xanh quê hồi nãy nhìn nè. Đấy, cây này thân thân pháp điệu đà phết này, bệ biết này, nguyễn phết này. Đấy. Đấy. Em đến xem trực tiếp cho dễ. Có cái sân này chơi sướng. Xem mình có bỏ sót cây nào. Tùng à. Tùng là đẳng cấp ấy. Tùng cối. Đấy. Sạch sẽ chưa, phong tranh, rất phong tranh sạch sẽ. Đấy, nhìn này, rất phong tranh sạch sẽ. Một con đồ ôm chậu trong tương lai đây. Đồ ôm chậu. Nãy nhìn con ru này khiếp. Cũng như con đỉa nó bám vào con đá. Kinh, một chậu nó khủng khiếp. Già. Si kìa đẹp anh nhỉ? Không mà con si kìa. Xanh quê. Đấy, cái đa này đẹp. À thế là tưởng không cho chúng ta chụp cái đô. Đồ mini thì có coi con si này. Đồ vừa vừa. Con si này hay. Sạch sẽ. Sạch sẽ phết. Đấy. Ổi. Khắc khổ này, mình có 4 cái cục phân đây rồi. Đấy, con to đẹp.
nhưng mà mộc thơm quá. Đấy. Toàn cảnh vườn nhà bên nhà mẹ anh Thiện này thì em chim ngưỡng và giao lưu thì tôi gửi số cho nhé.